Ok, mấy người ăn cơm tôi Anh. nói chuyện. Chào tất cả mọi người nha, mấy người ăn cơm trưa đi. Còn mới ăn cơm tối xong rồi giờ mấy người ăn cơm tôi nói chuyện cho mấy người nghe. Nói gì hết á, bây giờ ăn cơm đi mình ngồi nói chuyện cho mà nghe. Đợi chút à, đợi chút. Mắc ăn cơm nè, đợi chút, đợi chút. Tối rồi. Ok, bây giờ mình nói chuyện Việt Nam trái phúc không? Chào anh Cầm, chào tất cả mọi người. Ăn trưa nay ăn cơm, ăn gì vậy? Ăn cơm gì vậy? Cơm cơm tấm không là cơm tấm Tấm cơm hả? thường cơm thường Tấm tấm mà, ok, thôi vậy. cơm thường Ok. thì Ủa, có tấm sườn, cơm tấm sườn thì bị trả hả? Ok, ăn cứ... Thôi bây giờ mấy rồi người ăn đây, tôi nói chuyện cho mà nghe. Nào rồi khách đi ăn anh chuẩn về bị đi rồi. cái lúc thì về chứ nó về sau trong chuyện bây giờ nè, chuyện bây giờ nè, chuyện hấp dẫn nè, nghe không, nghe không? Ok đúng rồi đó. Đây là Cường chả ăn hết rồi, bì Vậy á, cơm ngon. tấm, cơm tấm mà tấm cơm tấm Việt Nam là number one. Cái này đâu phải cơm tấm, cơm gì hết. Cơm đĩa hả? Chứ không phải cơm tấm hả? Chắc không phải cơm tấm. Cơm Việt Nam là ngon rồi. Tôi nói với ai nè, bây giờ mấy người á, mấy người ở Sài Gòn có dắt đồ ăn cơm nhậu nhẹt rồi vui vẻ không? Má bây giờ mẹ mấy thằng Đài Loan là bây giờ nó khổ lắm không? Bây giờ thằng Mỹ nó đi rồi đó, đủ má mấy cái thằng là bây giờ tôi không biết cái bà, cái bà thủ tướng này không biết thấy tự nhiên em đẹp vậy kêu bà kia tới, bà kia bà tới thì nói sao bà đừng tới đi, đủ mà tới giờ làm úp sùm đấy chứ, người Tàu họ không có để cái chuyện đi đâu, họ nói rồi là họ phải làm đó. Người Trung Quốc họ không có để nó rồi, họ không chịu được nó rồi, bây giờ họ không dám chơi thằng Mỹ thì ông biết nó tức lên là nó chơi thằng nào không, họ tức lên đó là họ chơi thằng Đài Loan mà họ không có đánh đâu, họ cứ làm cho cuộc sống của Đài Loan nó khó chịu đi ạ, tôi nghĩ vậy á, mà họ đã nói là tại vì họ nói là họ để nước ngoài nó vô nó sỉ nhục người ta, người Mỹ đó là thứ nhất là họ nói rằng Mỹ là lừa, tại vì hôm đó là ông Tập Cận Bình nói chuyện với ông Joe Biden á, thì ông Joe Biden nó nói là không có đi, tại vì hai người này cùng một đảng với nhau mà, chứ phải cái bà này mà bỏ ra Cộng Hòa thì nó phá, ông nói là hai ông Biden ông hứa ông có nói là đừng có sẽ không có cái chuyện này, bây giờ để nó thế này là người Trung Quốc họ nói là họ bị sỉ nhục, bị lừa dối và sỉ nhục, họ nước cấm chứ không phải không, mà nghe cái giọng điệu mà không phải họ nói không mà họ biết là mà không phải là người dân thường biết, mà ngay cả những người lãnh đạo trong Bộ Ngoại giao là họ rất là nực, họ nực lắm chứ không phải không, thì họ nực là phải họ phải làm cái gì, người Mỹ thì không biết họ làm gì, nhưng mà tôi biết Mỹ cho nó là xa, bây giờ ông có đè ông Đài Loan ra là ông đũa đó, không biết họ đũa sao, chừng nào họ làm cái gì thì mình biết thôi, nhưng mà bây giờ mình biết là họ rất là nực, họ nực vô cùng, họ không có để cái chuyện nào qua, họ không có để, mà có vẻ là người Mỹ á, có chính phủ Hoa Kỳ đây có bộ họ cũng biết rằng thì là họ không khéo léo với cái chuyện này rồi, để sùm cái chuyện đó rồi. Tôi nghĩ kỳ này là ông Đài Loan ông sẽ dính búa cái chuyện này. Tại vì cái chuyện này á, là cái chuyện nó không có đáng. Bà muốn tới thăm lúc nào mà tới thăm được, tại sao lựa lúc này? Lúc này là cái mùa bầu cử của Hoa Kỳ. Lúc này là cái lúc mùa bầu cử mà anh biết rồi á, mỗi mùa bầu cử là mấy người mà đánh cử nó họ làm đủ thứ việc. Mà là việc việc ở trong nước thì họ làm gì họ làm, nhưng mà giờ néo cái thằng ra ngoài vào mang một cái chuyện của ngoại giao vào để vận động bầu cử y chang như cái hồi mà chiến tranh Việt Nam, y chang vậy không khác gì hết. Vì bầu cử mà họ làm những cái điều đó, điều rất kinh rất khủng. là quá chiêu. Thì Mà cái nói cho cùng thì cái chuyến đi này là coi như thất bại hoàn toàn anh. Theo qua tôi nhận định rồi đó, thất bại hoàn toàn. yeah, bây giờ đó là ông Trung Quốc là ông sẽ lôi ông Đài Loan ra nó cho ông có để đâu, ông bực lắm rồi đó, họ nói thẳng đó rồi đó, Rồi. họ nói thẳng Mỹ thì ở xa, Đài Loan ngay bên cạnh, Mỹ thì ở xa, Đài Loan ngay bên cạnh.
không biết anh em nó làm sao thế nào nó làm mình không biết, nhưng mà thấy hấp dẫn là mình đang theo dõi cái vụ này hấp dẫn lắm ạ. Cái chuyện này vẫn còn, chuyện này nó vẫn còn dài tập dài dài hết. Mà mình thấy đầu tiên là cái thằng dân, cái người dân là khổ nhất, khổ đầu tiên là nó sẽ ông biết ông thằng cha này mà công nhận đó mà thấy ông biết ông này sáng hồi sáng này tôi coi á, tôi coi TV hồi sáng là 11 giờ tôi coi TV, tôi coi tin tức, coi đài CNN mà nó chạy một cái tít này, nó chạy một cái tít mà tôi cầm cái máy hình tôi chụp mà tôi thấy nó kỳ quá tôi không chụp. Thế nhưng là nó nói là nó chạy một cái tít bằng tiếng Mỹ, tức là để trong cái trong cái tít nó viết cái chữ đây, anh bảo là nước Mỹ không có không bỏ rơi Trung Hoa, sẽ không bỏ rơi Đài Loan, mà nó dùng chữ này chữ abandon tức là bỏ rơi đó chứ. Mà khi mà nó viết nó in cái chữ đó ra thì nó bỏ, nó viết nó để hai cái chữ bỏ rơi ra trong cái ngoặc kép. Thì đó tôi nói nghe là cái chữ bỏ rơi á là tôi nghe đầu tiên ở đất Mỹ này, là tôi nghe là không phải ở trong quân đội mà trong xã hội, trong nhà, ở ngoài tòa án. Là tôi nghe là sao? Nói là đủ cái thằng này nó bỏ nó bỏ con nó đi. Bỏ vợ nó hay là cái bà này bà bảo con bỏ con nó, bà con bỏ lê bồ càng. Mà tôi may là tôi không phải là người Đài Loan nữa, tôi mà người Đài Loan tôi coi cái chồng tiết đó là tôi có mắc cỡ nữa, đúng không? Mình là một quốc, mình là cái gì mà để Mỹ nó biểu là có chuyện tao sẽ bỏ rơi mày, đúng không? Mình nó phải là con nó đâu mà nó bỏ rơi mình chắc thì đó là hậu quả hiện giờ đó. Thì đâu mà nó bỏ rơi mình là con hay sao mà mình nó là bố mình sao nó mà hay mà nó bỏ rơi mình đâu mà nó tẩy bạc kỳ cục thế, tội nghiệp cho Đài Loan chứ phải không? Tôi tính chụp tình mà có thấy kỳ quá, tôi không chụp nữa. Kỳ quá. Mình biết. Nếu mà mình nói vậy mới đúng là cái gì mà mình tự đứng lên đôi chân của mình, cái điều đó luôn lúc nào được cũng tốt cả. Nhờ vả dựa dẫm thì không có cái gì gọi là tốt. Nó thẳng là vậy. Thì bây giờ nó chưa bài này nó xưa, nó cũ quá rồi. Biết bao nhiêu người rồi, biết bao nhiêu đất nước rồi. Đâu. Nhưng mà không được, cũng có mùa bầu cử mà chuyện trong mùa bầu cử rồi ông lấy phiếu trong trong dân của ông việc gì đúng không, phải ông phải lôi ông phải mang cái chuyện ngoại quốc của ông này, cái chuyện sinh tử của người ta, cái chuyện cuộc sống của Đài Loan, chuyện sinh tử của người Trung Quốc rồi ông hứa là nó không có đi thì bây giờ rồi cuối cùng là ông để như vậy. Không biết à. Bây giờ chuyện này nói chung là chuyện này mình không biết gì hết, còn dài tập gạn ngủ như thế nào thì chuyện này sau này ấy. Nhưng mà mình biết là chắc là cái người dân Đài Loan đang khổ, bởi vì ngay lập tức là tất cả những cái mặt hàng về xuất khẩu của Đài Loan là coi như nó cấm nhập qua bên Trung Quốc hết rồi. Mấy cái hàng không cấm nhập bây giờ là lúc đầu chỉ là sơ sơ mới khởi đầu thôi, nó còn nhiều tập. Trung Quốc nó rất là nực gà, nó nói rồi đó, họ nói sáng ngày hôm nay nó cũng rất là nực. Trên TV mà rất là nực, đại sứ, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao đó, mà thấy là nước Mỹ xuống nước á, nói nhỏ lại á, nó đâu có chuyện gì mà là lấp chuyện vậy đó. Thấy Nhà Trắng đồ nói chuyện là thấy là đúng không ạ? Không phải lung túng mà thấy nói nhỏ chứ không có nói lớn đâu. Nói là rất là mình biết vậy đó. Mà họ nói vậy chứ còn Trung Quốc họ rất là nực. Họ rất là nực. Tại cái chuyện sinh tử của nó mà đâu có thể nào mà phải như mà tự nhiên muốn thăm đủ lời nữa lúc thăm, tại sao lựa lúc này? Cái lúc này là cái lúc mà bầu cử. Chuyện bầu cử là chuyện bầu cử của nước Mỹ, mắc gì để mà lôi thằng Đài Loan vào để tại cái bà này đó là bà ở cái địa hạt của San Francisco, mà San Francisco là người tàu rất nhiều, Chinatown là ở đó, là chỗ đó là
tiền bạc rất là nhiều. Bà này bà ăn chịu ở bên San dân Trung Hoa ở San Francisco là lâu rồi, mấy chục năm rồi. Thành thử ra là bây giờ là bà phải trước, bà này 82 tuổi, có thể bà làm hết cái nhiệm kỳ này rồi là bà thôi đó. Thì bà phải trả ơn trả nghĩa, ơn đền oán trả. Bà chịu ơn người Đài Loan thì bây giờ là phải mà bà trả ơn như vậy là bà sẽ khổ với Đài Loan chứ còn đâu có trợ gì. Bà có thể bà trả ơn cho mấy Đài Loan ở bên này, nhưng mà làm mấy Đài Loan ở nước Đài Loan khổ, ở đảo Đài Loan khổ. Tôi thấy vậy. Thôi đó là cái chuyện nước Mỹ của tôi. À, không biết. Tôi nghĩ Trung Quốc họ rất là, họ nói rồi, họ ngày mai tôi coi chút xíu là tôi biết họ rất là nực. Mà không biết họ sẽ làm gì anh, mà tôi nghĩ là chắc họ không để đến đâu. Họ sẽ không để là thằng Đài Loan như đâu, anh yên chí. Thế nào nó cũng có thể là không bắn không giết, nhưng mà họ sẽ, họ không đánh nhau, nhưng mà họ sẽ làm một những cái điều rất là khó, rất khổ sở cho ông Đài Loan, bảo đảm với anh. Họ không có để yên. Hồi nào họ làm thì không biết, nhưng mà họ sẽ làm, họ không có để yên. Mình con dân mình biết vậy thôi. Nóng quá. Đến nó có gì đến cái gì vui không? Chưa, mới gặp bạn này thì đã ăn cơm trưa xong rồi, giờ ăn xong rồi giờ coi đi chơi đâu đây, đang quyết nữa, nhưng có điều đi chơi tối nay thì ok thì báo cáo với anh là gặp một người đồng hương ở bên Đức về để Khải giới thiệu cho anh biết vậy thôi. Rồi vậy thôi, chơi vui không? Giới thiệu sơ ơi vậy thôi chứ không có gì cả. Chơi vui không? Mà quá nên ra thôi, mình tạm dừng đi ha. Ok, đi đi chơi vui. Ok bye. Rồi, ok. Chào chào anh cũng nha. Rồi. Rồi.